Kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay tháng 6 ngày 1, Vũ Nhân có mặt tại thành phố Fresno để gửi về quý vị đại lễ Phật đản được long trọng tổ chức tại Pháp Duyên Tịnh Xá. Rất đông quý hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng ni cùng quý đồng hương các nơi về tham dự. Vũ Nhân kính gửi đến quý vị những hình ảnh sau đây. Cảm ơn chư tôn đức hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, xin cảm ơn tất cả chư Phật tử khắp nơi được quan lâm về đây tham dự buổi lễ, và chúng tôi xin chào mừng tất cả liệt quý vị và cầu chúc cho quý vị trong một cái mùa Phật đản này luôn luôn lúc nào tinh thần tu học cũng dũng mãnh, và trên con đường phụng sự Phật pháp cũng như là phụng sự chúng sanh, tất cả mọi người Phật tử chúng ta từ xuất gia cũng như tại gia trong tứ chúng đều đem hết tâm phụng sự Phật pháp, đem hết tâm phụng sự chúng sanh, đem hết tâm phụng sự cho mọi đời, cho cuộc sống của mọi người. Chúng ta tương thân tương ái với nhau, giúp đỡ trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau trong cái cuộc sống này. Thưa quý vị, thì hôm nay mừng ngày Phật trai, lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Tuy đã có nhiều lần chư tăng ni bị các thế lực vô minh sát hại và bị tù đày, nhưng các ngài và Phật tử luôn luôn tha thứ. Chẳng những không thù hận mà còn luôn luôn sống trong ôn hòa và tha thứ tất cả. Đó là lý tưởng sống tốt đẹp của Phật giáo, khiến cho các nước phải công nhận đạo Phật là đạo hòa bình của thế giới. Thì đâu có thể nào thấy được bảy đóa sen vàng nở một cách nhiễm màu trên từng bước chân của Đức Như Lai khi ngài lâm phàm cũng thế. Nếu không mở được Phật nhãn thì làm sao nhìn thấy được cánh hoa vô sắc vô hương nở ra từ nơi bàn tay mầu nhiệm của Đức Mẹ Hoàng hậu Maria. Và nếu không mở được Phật nhãn thì làm sao nhìn thấy được Đức Phật đản sinh với tất cả hình tướng trang nghiêm và đẹp đẽ vô cùng. Chào con tên gì? Mỹ Thuận. Ngày hôm nay Mỹ Thuận tới đây để làm cái gì Mỹ Thuận? Đi chùa. Con đi chùa với ai? Mommy với ông ngoại. Chào con, được không biết được ngày hôm nay con tới chùa để tham dự đại lễ Phật đản, thì con có thể cho quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN và các bạn trẻ như con hiểu là ngày hôm nay con tới đây như thế nào? Dạ, dự lễ nghe thầy giảng lại Phật tốt cho mình. Dạ, cũng có lòng đi tới chùa vậy thôi, tự nhiên có cái gì xui khiến thôi, thích đi. Ừ, chứ thật ra em cũng bận lắm, nhưng mà em đi em vẫn đi. Lễ như vậy á, thì để cho những không có hiểu được đạo thì là làm cái đời không có được tốt. Cho nên ngày lễ của Đức Phật, tức là cái ngày mà để cho mình nói cái gương của Đức Phật. Là... Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới.